Anh ơi, đây là cái máy của mình nhá. À, bên trong như thế này. Thế là tối thiểu ít nhất trong 4 tháng anh phải thay cái tấm HEPA, anh không thay nó xả hết bụi vào trong này, nó hút khí rồi nó hút cả bụi từ đây. Nó đi vào đây nó có hút được cái gì đâu. Đây rồi nó xả ngược khí ra đây, nó xả lên trên này. Nó chập tiếp thì bắt đầu mên lại chết tiếp. Đấy. Con này ngày xưa anh đã thay mên rồi sửa mên rồi chọc đi chọc lại rồi bây giờ cứ tiếp tục anh dùng cái này. Không thể cứu vãn được. Bây giờ bánh của nó là bánh phải hỏng đúng không? Lý do bánh phải hỏng nên em xỉ luôn cho anh ấy. HEPA nó không thoát được khí. Thì cái quạt này khi nó hút, nó không hút được ở đây. Mà nó sẽ hút ở cái khe này. Đây nó hút từ đây. Nó hút từ cái khí, từ cái khe hở của cái bánh này nó hút vào. Thì đi qua đấy thì ở trong này là nó dính vào cái motor ở trong này. Motor nó bị dính bụi vào nó sẽ cho nó đi cày. Rồi anh còn cho máy đi cày này, mài mòn hết cả bánh này. Bây giờ là thay bánh phải, mấy hôm nữa lại tiếp tục thay bánh trái. Còn cái bánh lái thì mòn bằng hết cả luôn rồi, không còn cái gì trên cuộc đời nữa rồi. Đấy, anh dùng máy này chỉ có tốn tiền nhưng nó không phục vụ được mấy, mà anh gửi đến để thay bánh. Trước đây anh tốn rất là nhiều tiền anh sửa rồi, bây giờ anh cứ dục để sửa giải quyết được cái gì đâu. Cảm biến thì thay rồi, còn nó vẫn cứ hàn gì đen xì như này, không giải quyết được cái gì cả. Không biết anh nghĩ gì mà anh dùng robot mà anh cứ sửa sửa.